Ok, hello tất cả các anh em, chào mừng tất cả đến với CBL DML Việt Nam của mình. Và cái CBL hôm nay thì nó cũng hơi có đặc biệt một tí. Bởi vì trước khi đến với cái nội dung chính của CBL hôm nay thì mình sẽ trải lòng về một tí. Trải lòng một tí đó chính là mấy anh em biết là mình đã mở cái kênh này cũng được 3 năm mấy rồi. Từ tháng 4 năm 2017 và hiện tại là tháng 7 năm 2020, thì nghĩa là 3 năm mấy tháng gì đó, cũng rất là lâu. Mà hiện tại thì cái lượng subscribe của mình chỉ mới có 3.000 mấy à, chưa được 4.000, thì gần 4.000 thôi. Đấy, nhưng mà đối với mình thì như vậy là rất là ok rồi. Mình không có được nổi như những cái YouTuber khác, hay là mình cũng không dám nhận mình là YouTuber. Mình thấy mình còn bèo quá, nhưng mà mấy anh em biết là mình làm email này là vì cái đam mê này kia thôi, đam mê chơi game này kia nọ đó, làm về game nè, rồi mình có ca hát nè, rồi vlog của mình này kia nọ nè đó, mấy anh em biết rồi đó. Thì mấy anh em cũng đã có một số anh em là cùng theo mình cho tới cái thời điểm hiện tại luôn đó, là đi với mình là 3 năm mấy rồi. Nhưng mà cái game thì mình đã chơi thì gần 4 năm nha. Còn kênh thì mình chơi game trước, sau đó mình mới mở kênh sau đó. Hồi tháng 6 rồi thì mình có nhận được cái số tiền từ YouTube, đó chỉ là 124 đô, nhưng mà nó chuyển cho mình chỉ có 119 đô thôi, chắc có lẽ là phí bọng gì đó mấy anh em. Đấy, mình rất là vui luôn, cuối cùng mình cũng được cái kết quả. Nhưng mà mấy anh em biết rồi, mình làm bây giờ cho dù mà cũng không có nhận được tiền thì mình cũng vẫn làm thôi anh em. Đó, đam mê chơi game thì kia nọ thôi, mình đâu có bỏ đâu, tới bây giờ mình vẫn còn đeo game đấy, mấy anh em biết rồi đó. Rồi thì tới cái ngày hôm nay, hãy bắt đầu là chuẩn bị tới vô cái vấn đề chính nè. Tới ngày hôm nay mấy anh em biết là mỗi lần mà mình live stream này kia nọ đó anh em, thì cái máy của mình, hoặc là mình làm clip thì cái máy của mình nó hơi bị bèo, cái điện thoại của mình nó hơi bị bèo đấy. Mà cái server của mình chơi là cái server Android đấy, mình cũng vẫn có một cái điện thoại khác là quay, nhưng mà cái quay mình đang quay là cái điện thoại đang quay video là cái điện thoại trên iOS, bởi vì là mình không có thích chuyển server đấy. Vấn đề chính là như vậy. Và hôm nay rất là may mắn đối với mình, đó chính là có một cái người chị ở phương xa đó, người chị ở Vũng Tàu mình đó. Đó, cũng xa đây lắm, ở Vũng Tàu anh em, người chị quê Vũng Tàu đó, là đã đầu tư và tặng cho mình một cái smartphone rất là tuyệt vời nha anh em. Đấy, cái nội dung chính là như vậy. Và bây giờ mình sẽ cho mấy anh em xem cái smartphone. No, cái này là cái cũ, cái này là cái cũ của mình, nó đã theo mình 3 năm mấy rồi. Đây, Samsung Galaxy A31 nha anh em. Đấy, chị ấy đã tặng cho mình cái này nha anh em. Cái này nó có giá là 6 triệu mấy gì đó. Mình quên để mình nhờ mình coi lại. Chẳng qua mình có chụp tấm ảnh. Ê trời, 6 triệu mấy mà nó giảm còn 50 ở đâu mình để đâu không nhớ. Sáu triệu mấy gì đó anh em, trên đây đâu không có để, nhưng mà kệ nữa, nhớ là 6 triệu mấy gì đi, 6 triệu mấy mà giảm còn 5 triệu 450 ngàn. Và chị đã tặng cho mình cái số tiền là 5 triệu rưỡi để cho mình mua cái smartphone này, trong cái thực hiện cho có quá trình mà đấy, là có thể chị nữa sẽ live stream cho mấy anh em nha anh em. Bây giờ mình sẽ đập hộp nó ra, nói gì thôi chứ mình đã đập hộp rồi. Mình làm như vậy làm màu, nhưng mà đây chỉ là cái ốp lưng của nó nha anh em, ốp lưng đấy. Mình rất là vui luôn, chị tặng cho mình, nói thì mình rất là bất ngờ, vừa vui vừa mừng vừa lo này kia nọ nữa. Nhưng mà đây anh em, mình chọn cái màu xanh, chị nói cái màu xanh nó rất là đẹp đấy nè, vừa 4 camera luôn, tuyệt vời không. Đây, bây giờ là chị đã giúp mình có một cái smartphone để có thể live stream, làm clip cho mấy anh em trong cái thời gian tới. Đó, bây giờ là mình rất là vô cùng biết ơn chị. Mình cũng xin được giấu tên chị, mình chỉ nói là
chị ở Vũng Tàu thôi nha. Đấy, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Và bên cạnh đó thì không quên cảm ơn tất cả các anh em subscriber của mình và các em channel. Quên, chị cũng là một cái master ra rành nha anh em, master ra rành nha, cũng là một cái người luyện rồng đấy, cũng là người luyện rồng và cũng là một cái fan bự của D-Mail Việt Nam mình luôn. Và bây giờ thì cái CBL hôm nay là chỉ nói như vậy thôi, đó chính là mình vui và có được một cái smartphone mới cho chị tài trợ, bởi vì là mong mấy anh em sẽ ủng hộ mình thêm nữa trong cái thời gian trong tương lai để mình có thể ra được nhiều clip hơn kia nọ. Và bây giờ mình cũng là lên cái lịch rồi, đó chính là 3/7 mình sẽ live stream DML, còn 2/6 chủ nhật thì mình sẽ có thể là tùy tâm trạng, hoặc là có thể mình sẽ live stream liên quân mấy khác này kia nọ. Mong anh em hãy luôn ủng hộ mình trong thời gian tới nha. Đấy, rất là đẹp luôn, quá mừng. Cái này thì chắc có lẽ mình sẽ cho mẹ mình. Chưa quá đi anh em ơi, bây giờ mình sẽ up cái clip này lên và cho mấy anh em xem và chúc mừng với mình. Và một chuyện quan trọng nữa chính là 6:30 rồi, 8 giờ mình sẽ bắt đầu live stream nha anh em. 8 giờ hoặc là chở tầm 10-15 phút gì đó, mình sẽ bắt đầu live stream nha. Đấy, bữa nay là thứ bảy, ok. Rồi bây giờ thì bye bye, và một lần nữa cảm ơn chị và tất cả các anh em subscriber rất là nhiều. Ok, hãy giúp đỡ like, share và subscribe kênh của mình nhiều nha anh em. Bye bye, see you.